Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 17 tháng 7 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.